Đây là cách mà chúng tôi di chuyển những tác phẩm tranh gỗ nặng hàng 500 kg tới một cái biệt thự triệu đô tại Bình Dương. Đây là quá trình mà chúng tôi đóng thùng 3 led để chuyển 3 tác phẩm về chủ đề Quan Vũ vào Bình Dương. Vì đây là khâu cuối cùng trong chuỗi các công đoạn chế tác tranh nên không thể để xảy ra bất kỳ một cái sai sót nào cả về nhân sự và sản phẩm. Nên chúng tôi đã gọi thêm cả xe nâng để hỗ trợ cái việc nâng nhấc lên xe tải. Tổng thể 3 tác phẩm nặng tới cả tấn, khiêng đứng rồi lại khiêng nằm, rồi đủ các loại tư thế của bức tranh thì mới vừa một cái thùng xe tải. Và tất cả các công đoạn này đều phải được diễn ra một cách an toàn tuyệt đối. Và cho dù mệt đến mấy thì đây cũng là khâu vui nhất, háo hức nhất. Vì ngày mà khách hàng được nhìn thấy tác phẩm mà họ đã bỏ ra một số lượng tiền lớn cùng với thời gian dài để chờ đợi thì chắc chắn mình cũng sẽ phải thấy vui, đúng không các bạn? Và nếu như mà có ngày mà làm được mấy chuyến như này thì lại càng vui hơn nữa. Bởi vậy cho nên là quý vị nếu như mà chọn tranh gỗ Bùi Gia để làm các cái tác phẩm tranh gỗ thì không những quý vị còn được sở hữu những cái tác phẩm tranh đẹp mà cái khâu vận chuyển, đóng gói, treo lắp cũng rất là được chu tất và an toàn. Và quý vị hãy cùng đón chờ xem biệt thự triệu đô được treo lắp 3 tác phẩm này sẽ như thế nào nhé.